Tô mì nhiều thịt. Quý khách ăn gì ạ? Làm cho tôi hai bát mì bò nha. Vâng, có ngay. Anh chờ một chút nha. Hai mì bò ạ. Có ngay. Cha ơi, cha ngồi yên ở đây nha. Con đi vệ sinh một chút rồi quay lại ngay ạ. Con đi đi. Anh ơi, làm cho tôi một bát mì bò, còn một bát mì không thôi. Sao lại thế? Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Chị Bảy ơi, bàn kia khách chỉ gọi một mì bò thôi, còn một mì không. Cái gì? Vừa mới gọi hai mì bò, người ta thái thịt hết rồi, rồi lại thay đổi làm sao? Thì tẹo làm cho khách khác cũng được mà chị. Đúng là đồ nhà quê, có hai bát mì thôi mà cũng... Mì xong rồi đây, mời hai cha con. Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng ạ. Con cũng ăn đi. Ăn đi con, ăn nhiều thêm một chút, cha không ăn hết được đâu. Bác con cũng nhiều thịt lắm rồi, cha ăn đi ạ. Ăn nữa đi này con, thanh niên sức dài vai rộng, ngần này có bỏ bèn gì. Con xin cha. Trời, thì ra là ông ấy bị mù sao? Trong hai cha con họ có vẻ nghèo khổ quá. Cái quán này thật tử tế, một bát mì mà bao nhiêu là thịt. Vâng, bát của con cũng vậy. Họ bán rẻ quá cha nhỉ? Ăn nhanh đi con, mì bò là bổ dưỡng lắm đấy. Tư ơi. Dạ. Cậu mang lại bàn cho hai cha con họ đi. Họ có gọi đâu ạ. Nhưng cậu cứ nói với họ, hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày khai trương quán, mọi khách vào đều được mời, không phải trả tiền nhé. Bà Bảy tốt bụng quá. Cuộc thi đấu 5 ván thắng 3. Anh Tuấn giỏi thật đấy. Em đọc dự án phim điện ảnh của anh, thấy hay quá chừng luôn. Lên phim chắc tuyệt lắm anh nhỉ. Anh Tuấn mà bảo vệ được phim này, em đảm bảo công ty mình nổi như cồn, đẳng cấp hẳn luôn. Anh em được thơm lây. Hay có khi được làm chức trưởng phòng sản xuất đang trống kia ấy chứ. Thôi, tôi xin mọi người, còn chưa biết ý sếp thế nào nữa mà. Thôi, tôi vào trong gặp sếp đã. Sếp vừa gọi vào. Sao? Vẫn quyết tâm bảo vệ dự án điện ảnh đó à? Tất nhiên rồi. Nhưng tôi thấy nó không khả thi lắm đâu. Dù gì thì sếp cũng sẽ phê duyệt dự án sitcom của tôi thôi. Anh quá ngạo mạn đấy. Thực ra thì nếu công ty có điều kiện, chắc chắn là tôi muốn chạy song song cả hai dự án này. Nhưng mà kinh phí của công ty cũng không thể đáp ứng được, nên bắt buộc tôi sẽ phải chọn một trong hai. Tuấn và Khang, hai em có ý kiến gì để bảo vệ dự án của mình không? Thưa anh, làm nghệ thuật bây giờ không thể tính mãi chuyện ăn xổi được ạ. Vì như vậy chẳng khác nào hạ thấp giá trị công ty. Anh muốn có những hợp đồng lớn thì anh phải chứng minh mình làm được. Mà chứng minh thế nào? Đương nhiên anh phải có sản phẩm để show ra. Cho nên em thấy dự án của em là sản phẩm có tính điện ảnh và nghệ thuật. Nếu có cơ hội triển khai và công chiếu, sẽ đem đến uy tín cho công ty mình. Anh Tuấn nói không sai. Nhưng em nghĩ anh đang chỉ đứng trên phương diện nghệ thuật mà chưa tính đến kinh doanh. Ví dụ dự án của anh có đơn vị tài trợ đi thì nó khác. Còn mình tự bỏ tiền ra, e là không khả thi. Cậu thì biết gì chứ, tôi tính xa xôi. Mấy cái phim rẻ tiền của cậu liệu có đem lại tiếng vang? Đúng là cái rẻ tiền đó. Nhưng anh xem, tôi đã duy trì được cả nửa năm nay và kiếm được bao nhiêu tiền về cho công ty. Thôi nào, anh hiểu ý Tuấn, nhưng anh thấy Khang nói cũng có lý đấy chứ. Mình làm kinh doanh cũng nên cân nhắc trước sau. Thôi, không tranh cãi nhiều nữa. Dự án này của Tuấn, anh sẽ xem xét lại nha.
Còn Khang tiếp tục triển khai dự án sitcom mới cho anh. Mà sắp tới, để thuận tiện cho các vấn đề về sản xuất, anh đề xuất Khang làm trưởng phòng sản xuất nha. Có gì em tự quyết cho linh hoạt. Dạ vâng anh, em cảm ơn anh. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ. Em xin phép về phòng. Vẫn còn non và xanh lắm. Cậu nói gì? Quên giờ tôi là trưởng phòng sản xuất rồi nha. Cư xử cho phải phép đi. Thôi mà anh, thôi. À, con chào bố, bố đã về. Ủa, sao nay anh đi làm về sớm thế? Bình thường phải 7 giờ anh mới về mà. Ở lại công ty cũng có giải quyết được gì nữa đâu. Anh đang chán chả muốn đi làm nữa đây này. Con cất cặp sách lên phòng cho mẹ nhé. Vâng ạ. Ở công ty có chuyện gì hả anh? Đề cương của anh bị loại rồi. Tâm huyết bao ngày, bao đêm với nó, giờ coi như đóng giấy vụn vậy. Hay là anh thử thuyết phục lại sếp xem như thế nào? Sếp đã quyết định rồi, còn bổ nhiệm luôn chức trưởng phòng sản xuất vào tay Khang nữa. Thôi, em chẳng hiểu lắm về công việc của anh đâu. Nhưng nếu anh cảm thấy điều đó là đúng, thì hãy cố gắng hết sức mình để chứng tỏ cho sếp thấy mong muốn của anh. Em xuống kia chuẩn bị cơm chiều nha anh. Bố ơi, con có tin này hay lắm. Thế à, tin gì vậy con? Sao bố không vui? Bố đánh bóng bàn bị thua hả? Đúng thế. Bố vừa bị thua một trận. Thua một trận thì đã làm sao? Ở lớp học bóng bàn của con mới cầm vợt mà đã dám đối chọi với quán quân của lớp đấy. Cứ tập xong là thế nào con cũng tìm bạn ấy thách đấu. Thế à? Tất nhiên là con chưa bao giờ thắng nên tâm trạng cũng có phần chán ạ. Vì thế con có thể thông cảm với bố. Thế đối thủ của bố có phải là quán quân không? Chắc không phải quán quân. Không phải quán quân thì có gì đáng ngại? Bố biết không, con đánh thắng quán quân đấy. Hả? Thật à? Con làm thế nào mà đánh được quán quân thế? Con có tập luyện một thời gian rồi rủ bạn ấy đấu chơi. Nhưng ván thứ nhất con đã thua. Thế còn ván thứ hai? Ván thứ hai con cũng thua. Thế thì thất bại to rồi còn gì nữa? Nhưng con đã thắng ván thứ ba ạ. Nhưng thế là vẫn thua rồi. Không đâu bố ơi. Đây là trận đấu 5 ván thắng 3. Và con đã thắng 3 ván cuối nên đã thắng cuộc ạ. Có thế chứ, con trai bố giỏi quá. Thế bố đã bị thất bại mấy lần rồi? Mới một lần. Thế thì đã nghĩa lý gì? Bố mới chỉ thua một ván. Bố cố lên, trận đấu 5 ván cơ mà bố. Con trai của bố nói chuẩn quá. Đúng vậy, bố mới thất bại có một ván thôi. Trận đấu còn dài, có thể thắng, thua. Nhưng quan trọng là bố sẽ cố gắng hết sức mình. Và hạnh phúc thật sự là vượt qua chính mình. Cảm ơn con đã dạy bố một bài học ý nghĩa. Cây bảo. Trên thiên đường xa xôi, có một khu vườn rộng lớn, ngập tràn những loài hoa với đủ mọi sắc màu kỳ diệu. Chủ nhân của khu vườn đó là một tiểu thần tiên có tên gọi là Lana. Ba la, nảy mầm. Thành công rồi, cuối cùng cũng ươm được mầm cây mới. Cô chủ vườn làm việc chăm chỉ quá. Bác Tam, bác lại đến lấy cây phải không ạ? Đúng rồi, có giống hoa nào mới cho bác không? Cháu mới ươm được một giống hoa mới đẹp tuyệt vời luôn. Thế thì chuyển cho bác một ít nha. Dạ. Lana ngày ngày nghiên cứu để tìm ra những giống hoa mới. Những cây hoa của cô bé vừa đẹp lại vừa thơm nên các thiên thần ai cũng yêu thích. Lana còn thích đi ngao du khắp nơi. Nhờ thế cô bé tìm được rất nhiều hạt giống mới lạ. Vùng đất này vừa hứng chịu cơn bão lớn, cảnh vật tiêu điều quá. Ủa, cây gì mà lạ thế này? Tội nghiệp, mầm cây này đã héo rồi. Ở nơi hoang tàn này mà nó vẫn mọc lên được, hẳn là sức sống của nó phải mãnh liệt lắm. Đừng lo nha, chị sẽ mang em về vườn cây thiên đường nha. Chà, cây gì lạ vậy? Bác chưa thấy bao giờ. Cháu đặt tên cho nó là cây bão. Cháu tìm được nó ở vùng đất bị bão tàn phá bác ạ. Nhìn nó thật là đẹp. Bác lấy thử một ít mang cho các thiên thần nha. Dạ vâng ạ.
cha, cây đẹp quá, màu xanh thật là dễ chịu. Đây là một tác phẩm mới của Lana đấy ạ. À, của Lana thì ta yên tâm rồi, ta sẽ mang về trồng xem sao. Vườn hoa của ta cũng đang thiếu màu xanh ngọc, ta sẽ lấy một cây. Một thời gian sau. Nghe nói sắp có bão lớn, phải làm giàn che cho cây mới được. Lana ơi, bác đã tới lấy thêm cây đây. Dạ. Bác Tôm ơi, giống cây bão lần trước cháu đưa cho bác, mọi người có thích không vậy bác? À, cái cây đó hả? Bác chưa thấy ai phản hồi gì về nó cháu ạ. À, giống cây đó cháu vất vả lắm mới ươm được đấy, không biết chúng có được chăm sóc tốt hay không nữa. Hay là cháu đi giao hàng cùng bác một chuyến, sẵn tiện hỏi thăm về giống cây ấy luôn. Có được không vậy bác? Được chứ, cháu thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi đi. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Gió mạnh quá, bão phía đông sắp đến rồi, chúng ta nên đi nhanh thôi. Cây cây đó ư, cây gì mà vừa thô vừa xấu, không có hoa cũng chẳng có quả. Nhưng mầm cây đó rất đẹp mà. Lúc đầu thì đẹp, nhưng càng mọc càng xấu, lại còn lấn chiếm diện tích nữa. Nó đã phá hỏng những cây hoa đẹp khác của ta, ta đã gọi người mang vứt ở vùng đất phía đông rồi. Cháu đừng buồn, cây có loài nọ loài kia, không thể cây nào cũng đẹp được. Cháu buồn vì chúng bị bỏ rơi không thương tiếc bác ạ. Giống cây đó tồn tại ở một nơi khắc nghiệt vì bão tàn phá, cháu tin rằng nó có giá trị riêng của mình. Khu đất phía đông, bác Tôm, bác đưa cháu tới đó có được không vậy bác? Không được đâu, bão lớn sắp đổ bộ đến đó rồi, nguy hiểm lắm. Cháu xin bác mà, cháu không thể để giống cây chính tay mình chăm chút bị bão lốc vùi dập được. Bác không thể đồng ý với cháu, bác sẽ đưa cháu về vườn thiên đường. Phải tìm được chúng, phải mang chúng về. Bão lớn quá, chạy rồi. Xin hỏi, ông có thấy cô bé làm vườn đánh xe qua đây không? Bão lớn đến rồi, mọi người đều di tản hết cả, còn cô bé nào ở đây nữa chứ? Kỳ lạ thật, cơn bão lớn như thế mà các tòa dinh thự lại không hề hấn gì. Tất cả là nhờ vào cây bão, loài cây mà mọi người đã vứt đi ở khu đất phía đông ấy. Lana, cháu không sao chứ? Bác yên tâm, cháu vẫn bình an. Chuyện gì đã xảy ra với cháu thế? Cảm ơn chị đã chăm sóc chúng em từ khi chúng em còn là một hạt mầm bé nhỏ. Các em là cây bão ư? Khi mà tất cả đã lãng quên chúng em, chúng em là những thân cây lớn có thể cản được gió bão. Chúng em sẽ bảo vệ cho chị. Khi mở mắt ra, cháu thấy mình đang nằm trong một tán cây rậm rạp. Chính những cây bão đã che chở cho cháu. Chúng còn che chở cho tất cả cư dân ở phía đông nữa. Giống cây này tuy không sắc không hương, nhưng lại có một tác dụng lớn mà tất cả chúng ta đã bỏ qua. Từ giờ, chúng ta sẽ học tập Lana cách ươm trồng cây bão. Chúng ta sẽ trồng chúng ở những vùng thường xuyên có bão để bảo vệ thiên đường. Mỗi con người đều có một khả năng nhất định như loài cây chống bão đó vậy. Chỉ có điều chúng ta có đủ cảm thông và tin tưởng để tìm ra giá trị của họ, giống như cô bé làm vườn ấy không? Buổi đấu giá kỳ lạ. Bộ phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện của 200 nông dân ở bang Nebraska, Hoa Kỳ vào năm 2011. John, con nhìn chúng xem, mọng nước, đỏ ửng. Ta chắc chắn rằng không một thương nhân nào có thể chê chúng dù chỉ nửa từ. Có gì to tát đâu mà cha lúc nào cũng nói những lời đó chứ. Theo số liệu thống kê của các cơ quan chuyên trách ở tiểu bang Texas, hàng trăm lạc hậu đất công nghiệp ở nơi đây đã chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm phục vụ tiến trình đô thị hóa. Những cánh đồng hơn cả vàng bạc cứ ngày càng bị thu hẹp lại. Ta cảm thấy đau lòng thay họ. John! John Kelvin! Cậu đâu rồi? Cậu đừng hòng trốn tránh chúng tôi! Cha! Cha giúp con với! Không bọn chúng giết con mất! Có chuyện gì mà các cậu la lối ôm sòm lên thế? Chắc thằng kia lại chưa kịp nói cho ông biết rồi. Thằng con trai của ông nợ chúng tôi 2 triệu đô. Cái gì cơ? 2 triệu đô sao? Đại ca, không hay rồi.
có vẻ như ông già kia sắp xỉu rồi. Nếu 2 tuần nữa không tự giác đưa cả tiền gốc với lãi xuống trả thì đừng trách chúng tôi độc ác. Cha, xin cha tha lỗi cho con. Con... Ôi trời ơi, thật là vậy ư? Con lại vẫn chứng nào tật nấy sao? Cha, mảnh đất hơn 30 hecta của nhà mình đấy cha. Đợt này giá đất lên cao lắm, cha bán đi, dư sức trả nợ. Không, không bao giờ. Ta dù có chết cũng không bán đi mảnh đất đó đâu. 5 ngày sau. Đau quá, đau quá. Trời ơi, con tôi sao lại ra nông nỗi này? Có phải là do bọn chúng không? Đau quá, cha thấy chưa, nếu con không có tiền trả, 2 ngày nữa chúng lấy mạng con luôn. Đau quá. Cái này tôi vừa gặp cô Lucy làm ở ngân hàng trung tâm Nebraska. Cô ấy nói tháng sau mảnh đất của anh sẽ được bán đấu giá đó. Nghĩ thử xem có khách nào lấy lại mảnh đất ấy không. Ông Ken Kenvin ở đây chưa ạ? Dạ, có tôi đây ạ. Trời ơi, thật là đau lòng. Chỉ mấy phút nữa thôi là trang trại kia rơi vào tay kẻ khác rồi. Chắc có lẽ trang trại này của dòng họ Kenvin ngày hôm nay bị mất thật rồi. Tớ xin lỗi, tớ cũng không dư giả gì để giúp được cậu nhiều hơn. Tớ hiểu mà. Thôi, chúng ta cùng chờ xem ai sẽ là chủ nhân mới của mảnh đất đó nha. Tôi sẽ phải trao cho họ số giấy tờ này. Đề nghị mỗi người nghe thể lệ và cách thức tham gia. Theo luật, ông Ken Kenvin sẽ là người đưa ra mức giá đầu tiên vì ông từng là chủ nhân của nó. Giá khởi điểm của phiên đấu giá này là 40.000 đô la. Đây là mức giá ông Ken Kenvin đưa ra. Ôi trời ơi, sao mức giá thấp thế chứ? Đề nghị mọi người trật tự. 40.000 đô la lần thứ nhất. Hình như mọi người đang khá thận trọng khi đưa ra giá tiếp theo. Đúng vậy, hồi hộp quá. 40.000 đô lần thứ hai. 40.000 đô la cho hơn 30 hecta đất lần cuối cùng. Hả? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chẳng lẽ số tiền ít ỏi đó có thể mua lại được mảnh đất giá trị kia sao? Thật là bất ngờ. Vậy chủ nhân của mảnh đất này chính là ông Ken Kenvin. Xin chúc mừng ông. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ôi thật là tuyệt vời. Chúc mừng Ken. Nhưng ai có thể giải thích giúp tôi chuyện này ngày hôm nay không? Tôi thấy thật lạ lùng trước những gì đang xảy ra nơi đây. Chính tình yêu đất của Ken đã khiến chúng tôi im lặng trong suốt buổi đấu giá này. Có chuyện gì mà khuya khoắt rét mướt thế này? Cậu còn sang đây thế Ken? Ngân hàng sắp bán đấu giá mảnh đất của cháu phải không ạ? Cháu thật sự rất muốn mua lại nó. Nhưng cháu chỉ có ít tiền nên cháu sang đây muốn hỏi vay bác một ít. Ta rất tiếc, nhưng trong nhà chẳng còn đồng nào để có thể giúp cậu được. Bác ơi, làm ơn cho cháu vay một ít tiền. Ken, nhà tôi mới dùng hết sạch tiền bạc trong nhà để mua hạt giống ngày hôm qua mất rồi. Tôi đã bảo cậu nằm nghỉ mà. Suýt nữa thì cậu thiệt mạng rồi mà còn chưa biết hả? Lại còn xem cái gì nữa? 5 người nông dân ở bang Nebraska, Hoa Kỳ đã cùng viết lên một câu chuyện vô cùng xúc động khi lựa chọn im lặng trong suốt cuộc đấu giá, giúp một người đàn ông mua lại được trang trại của gia đình mình. Quán cơm bà Tám. Rồi đó mẹ ơi, mẹ xong hết chưa?
Xong rồi đây con gái, con sắp các lọ mắm, tương ớt ra các bàn đi. Tem giấy ăn, đũa thìa đã đủ chưa nghe? Chốc đông khách, con xem khách cần gì thì lấy cho khách nhé. Vâng mẹ. Có cơm chưa bà Tám ơi? Xong rồi đây, anh Năm hôm nay đi ăn sớm thế. Tôi bốc hết hàng rồi, sáng có kịp ăn gì đâu, giờ đói quá. Lần sau đừng có bỏ bữa thế, làm việc nặng nhọc như anh mà không chịu ăn vào á, nhớ tụt huyết áp thì sao? Bà lại thêm cho tôi hả? Cảm ơn bà nhé. Có gì mà phải cảm ơn, thêm có chút cơm thôi à. Nay anh mở hàng, tôi khuyến mãi cho món mới, thịt gà chiên giòn, anh chịu khó ăn nhiều để lấy sức nha. Vâng, cảm ơn bà, tôi gửi tiền. Của anh 15.000. Sao, có 15.000 thôi à? 15.000 mà bà cho tôi nhiều món thế? Tôi... Đã bảo là tôi khuyến mãi mà. Cảm ơn bà. Kìa mẹ, sao lần nào con cũng thấy mẹ thêm cái này cái kia cho chú ấy vậy? 15.000 suất ấy thì còn lãi đâu? Con không biết rồi, nhà chú ấy nghèo lắm. Hai vợ chồng chẳng biết làm gì ngoài việc bốc vác và làm thuê vặt ở chợ đầu mối. Mình ăn lãi của họ làm gì con? Ai mà mẹ cũng đối xử như vậy thì cái quán này sập tiệm. Thiền sư chị, tôi mở quán đến chục năm nay rồi, chứ có phải mới mở đâu. Kìa, khách vào kìa, làm việc đi. Bữa nay lại ăn cơm U8 nhé. Không phải nịnh chứ, vợ con nấu còn không ngon bằng cơm U8 nấu đâu. Đúng đó, nghiện cơm U8 rồi. Cơm của các cậu đây. Của cậu 20.000. Của cô 15.000. Chú thì 25.000 nhé. Cũng gần hết thức ăn rồi đó mẹ. Ừ, chỉ mong bữa nào cũng hết sớm thế này. Mua cơm hả cháu? Dạ, dạ. Cơm bao tiền một suất hả? Của cháu đây. Thôi xong, quả này không mua không được với mấy người bán hàng này rồi. Đang đâu lại dây vào họ. Ăn suất cơm này, tối nay nhịn đói vậy. Cô lấy một vé số nhé. Sao ạ? Đổi một suất cơm này lấy một tờ vé số được không? Dạ, được, được ạ. Đùa thế thôi, cháu cứ ăn đi, không phải nghĩ ngợi gì đâu. Chiều nay ông nhớ khiêng hết số bao tải này nhé. Tối cũng phải cố, ông mà không làm được thì mai tôi thuê thêm người khác làm đó. Ông chủ yên tâm, cứ để việc cho tôi làm hết. Có chuyện gì thế? Quán cơm nhà bà Tám bị cháy. Chết thật, phải đi dập lửa cứu quán nhà bà ấy. Mọi người ơi. Này, này, không định làm à? Tôi thuê người khác bây giờ. Này. Mọi người ơi, dập chỗ này nhanh lên. Nước đâu, chỗ này nữa, dập chỗ này nhanh lên. Ôi, quán của tôi cháy rụi hết rồi, không còn lại gì nữa. Bà Tám ơi. Quán cơm tạm thời đóng cửa nha con. Bà Tám ơi, U8. Mọi người. Anh em chúng tôi đến đây, hôm nay không phải để ăn cơm, mà đến để cùng bà dựng lại cái quán này. Bao lâu nay, chúng tôi coi quán cơm như nhà mình vậy. Bà hãy để chúng tôi được giúp sức. Nào anh em, mỗi người một tay, ta bắt đầu đi. Bà Tám ơi, cháu có thể giúp bà dọn dẹp. Tôi sẽ đóng bàn ghế cho bà. Tôi sẽ sơn lại tường. Tôi sẽ đi kêu gọi quyên góp lấy vốn giúp bà. Nào, chúng ta bắt tay vào làm thôi. Cảm ơn mọi người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.